Xin chào các bạn đã đến với kênh Nhâm Trần FV. Hôm nay mình chia sẻ món bún xương bò. Với cách nấu khá đơn giản, không quá nhiều nguyên liệu, nhưng chuẩn bị ngon như bún bò Huế mà dễ làm tại nhà. Lâu lâu có thể để món ăn sáng hay bữa cơm gia đình đều rất hấp dẫn. Rồi thì bây giờ xin mời các bạn hãy xem chi tiết cách làm nha. Nguyên liệu chính của mình chuẩn bị gồm có: thịt xương bò khoảng 2 kg, huyết bò khoảng 200 g, mắm ruốc Huế loại ngon khoảng 25 g, ớt bột, một bó sả lớn khoảng 150 g, 2 củ hành tím, ít tép tỏi, gừng khoảng 100 g và 2 củ hành tây lớn. Rồi, nguyên liệu chính của mình đã xong, còn các thành phần ăn kèm mình để ở dưới mô tả video, các bạn có thể xem chi tiết hơn phía bên dưới nha. Đầu tiên sẽ lấy hết thịt xương ra cho qua thau lớn, rồi cho vô một muỗng canh muối đầy và xả nước ngập với xương bò. Sau đó bóp rửa xương trong hỗn hợp nước muối với thời gian khoảng chừng 2 đến 3 phút để cho máu phía bên trong xương bò ra bớt khi nữa mình nấu đỡ bị hôi. Tiếp tục xả vô 2-3 nước hoặc là mình rửa thấy nước trong là được. Sau khi rửa xong, mình chuẩn bị một nồi nước khoảng 3 lít, rồi nêm vô một muỗng cà phê muối đầy, đập dập một nhánh gừng khoảng 40 g cho vô, một củ hành tím đập dập, rồi lấy hết xương bò cho vô nồi. Tiếp tục cho huyết vô trộn chung. Nồi nước đã sôi như vậy được hơn 3 phút. Mình sẽ lấy hết xương bò và huyết ra. Mình chỉ cần trộn nhanh từ 3 đến 5 phút là được nha các bạn. Cho qua thau nước. Tiếp tục sẽ xả rửa lại dưới vòi nước nhẹ cho trôi sạch những cái bọt cặn bám ở phía bên ngoài. Để lát nữa mình nấu thịt xương sẽ thơm và nước dùng sẽ được trong hơn. Sau khi rửa xong, lấy hết xương bò cho qua nồi và cho nước sôi vô khoảng 4 lít để mình nấu cho nhanh. Nước vừa sôi có bọt, mình hất sạch để cho trong nước. Lấy củ hành còn lại cùng với ít tép tỏi đập dập. Rồi băm sơ. Lấy ra 2 nhánh xả đập dập và các đoạn dài cỡ 2 đến 3 cm. Để riêng lát nữa mình nấu sau. Phần xả còn lại tiếp tục đập dập hết. Rồi tước ra một lá như vậy, sau đó bẻ đôi và buộc thành bó. Như vậy là được nè. Để cho qua nồi xương bò. Tiếp tục lấy 2 nhánh gừng còn lại khoảng 60 g đem ra nướng trên lửa than. Và 2 củ hành tây cắt đôi chừa lại một nửa để riêng, rồi lấy hết đem qua nướng. Mình có thể cho qua bếp ga nướng cũng đều được. Khi đã có cái hương thơm và xém cạnh sẽ trở bên và nướng cho vàng đều. Gừng sau khi nướng xong mình sẽ phủi sạch lớp tro bám ở bên ngoài rồi đập dập. Lấy hết cho qua nồi xương. Và hành tây cũng vậy, phủi sạch cái lớp tro bám bên ngoài rồi cho qua nấu chung. Tiếp tục mình sẽ canh lửa vừa trung bình nấu ít nhất là 2 tiếng để cho thịt xương mềm, xương ra cái nước ngọt cùng với tất cả các gia vị ra cái hương thơm hòa quyện chung. Và lúc này mình không nên nêm nếm gì nha các bạn. Lát nữa hầm xong rồi mình sẽ nêm nếm sau cho đậm đà. Tiếp theo sẽ bắt chảo lên rồi cho vô đây dầu ăn khoảng 4 muỗng canh. Lượng hành tím, tỏi, xả cho hết vô. Để lửa lớn xào thơm. Sau khoảng chừng 2 phút mình xào nhanh trên lửa lớn thì hỗn hợp đã lên hương thơm. Bây giờ mình sẽ cho ớt bột vô với lượng khoảng 8 g.
rồi tiếp tục xào nhanh trên lửa lớn khoảng chừng 30 giây để cho ớt hòa quyện chung với tỏi, hành, sả dậy cái hương thơm và ra cái màu của ớt. Khi nữa mình nấu sẽ có cái màu sắc đẹp hơn. Sau khoảng chừng 30 giây thì tất cả đã hòa quyện chung. Tiếp tục mình sẽ lấy mắm ruốc cho vô. Mắm ruốc Huế loại ngon, một muỗng canh đầy hoặc mình cần khoảng 25g đến 30g là được. Cách cho qua xào chung với tất cả các gia vị tạo hương thơm như vậy. Khi nữa mình cho vô nấu giúp cho cái nồi nước lèo tăng cái vị thơm đậm đà hơn. Đó, cái mùi của mắm ruốc xả hòa quyện chung, mình có cảm giác giống như là cái món thịt xào xả mắm ruốc thơm lắm rồi đó các bạn. Một phút hơn mình đảo đều như vậy là được rồi. Bây giờ sẽ tắt bếp, lát nữa cho qua nồi nước nấu sau. Phần hành tây còn lại mình sẽ cắt lát mỏng cùng với ít gốc hành lá, thêm một ít rau răm nữa, sẽ cắt nhỏ chung với nhau như vậy. Rồi cho lên hành tây luôn và trộn đều để lát nữa mình lấy hỗn hợp nêm lên cho thơm. Quay lại nồi sườn bò, mình đã nấu như vậy cũng được 2 tiếng hơn rồi. Bây giờ sẽ lấy hết hành tây ra. Tiếp tục cho huyết bò cắt nhỏ vô nấu chung và lấy hết hỗn hợp sả, mắm ruốc, hành, tỏi mình vừa xào thơm cho hết vô luôn. Mình sẽ châm thêm nước sôi vô với lượng khoảng chừng 900g cho đến 1 lít nước. Vì thời gian mình hầm hơn 2 tiếng thì cái lượng nước đã bốc hơn tương đối nhiều, cho nên mình sẽ châm vô để bù lại. Sau khi châm nước thêm vô đây với lượng nước trong nồi ước lượng khoảng chừng 3,5 lít, trong nồi lúc này cũng đã có cái hương thơm và cái vị hơi lợ lợ của mắm ruốc rồi. Do vậy mình sẽ nêm nếm vô nồi nước như sau. Muối một muỗng canh đầy khoảng 20g, hạt nêm một muỗng canh rưỡi khoảng 30g, đường phèn 3 muỗng canh đầy khoảng 65g, bột ngọt một muỗng cà phê để cân bằng cái vị mặn của muối. Mình sẽ lấy nước trong nồi cho qua chén và đảo đều để cho tất cả hòa quyện chung rồi cho vô. Với lượng nước trong nồi khoảng chừng 3,5 lít thì mình sẽ canh với cái lượng gia vị nêm nếm như vậy là được. Sau khi mình nêm nếm vô và để nồi nước sôi như vậy khoảng được 2 phút, lúc này các gia vị cũng đã tan đều hết rồi. Để tăng cái hương thơm và vị đậm đà hơn cho cái nồi nước lèo, mình sẽ thêm vô đây khoảng 3 muỗng canh nước mắm nữa. Ở bước này thì nồi nước của mình đã cơ bản hoàn chỉnh, nhưng trước khi dọn ra mình sẽ vớt bỏ bớt sả, hành, tỏi và hạt ớt để lát nữa khi mình chan lên tô bún ăn không có bị lợn cợn. Cái mùi của mắm ruốc, sả và mùi thịt bò cùng các gia vị tỏa ra hương thơm giống như là của bún bò Huế, rất hấp dẫn. Sau một hồi mình cũng đã vớt sạch sả, hạt ớt và thịt sườn mình nấu với thời gian chừng 2 tiếng hơn cũng đã có cái độ mềm. Bây giờ mình cứ để nồi nước sôi lăn tăn như vậy rồi đi trụng bún chuẩn bị dọn ra. Trước khi cho qua tô mình đã trụng qua nước sôi với lượng vừa ăn, thêm một ít chả Huế lên để tăng cái độ hấp dẫn, thêm hỗn hợp hành tây, hành lá và rau răm. Mình sẽ múc chan ngập nước. Chỉ cần một ít sườn bò cùng với các gia vị cơ bản thông dụng, mình có một tô bún sườn bò nóng hổi rất thơm. Với cách làm này, mình có thể lâu ngày đổi món cho bữa sáng hoặc là thay đổi món bữa cơm gia đình cũng tuyệt lắm luôn. Bây giờ, mình xin mời các bạn. Xin mời các bạn nữa nha. Mình ăn tô bún tuyệt lắm luôn, với thịt sườn bò nóng hổi, mềm, thơm, đặc biệt nước dùng đậm vị, thoang thoảng của mắm ruốc Huế kết hợp hương thơm của sả, cây của ớt, cực hấp dẫn luôn. Video clip cũng đã kết thúc ở đây. Nếu các bạn coi thấy hay, vui thì hãy nhấn like, rồi nhấn đăng ký kênh và chia sẻ đến mọi người cùng coi cho vui. Bây giờ xin chào và tạm biệt các bạn.